Chào các bạn, hôm nay là mùng mùng 5 tháng 12 rồi. Sang đây du pha trà, thưởng thức trà để chuẩn bị đi họp, đi dự cái cuộc họp thường lệ của Hội Hoa Thơ, hay là nói đúng hơn là câu lạc bộ hoa thơ mà có người đề xuất là phải xin đổi tên này là câu lạc bộ văn xương cát hay là hội thơ văn xương cát. Thì như thấy chữ văn xương cát là rất hay, nhưng mà hiện nay là cái hội hoa thơ này chưa chưa làm được điều đó, tức là chưa xin được. Vì ngày xưa xin cái tên hoa thơ này là anh Quý Hữu, nhà thơ Quý Hữu xin, thì bây giờ chỉ có nhà thơ Quý Hữu, lúc đó là ông là chủ tịch mặt trận phường, chủ tịch mặt trận thành phố, thì ông mới làm được. Thì bây giờ nếu ngoài Quý Hữu thì chắc là cũng khó người khác làm, ai làm được thôi. Nhưng mà đúng ý nghĩa thì là nhà thơ Quý Hữu làm thì hay nhất. Okay. Mình trả đâu rồi? Tháng 12 vài ngày, 14 ngày nữa là kỷ niệm cái ngày Điện Biên Phủ trên không tại Hà Nội đấy, 19 tháng 12 năm 1972. Rồi 19 tháng 12 đến 25 tháng 12 là Noel, hết năm rồi. Vừa là kỷ niệm ngày thắng lớn cuộc chiến tranh phá hoại đường không của chúng ta, vừa là kỷ niệm cái dịp mới. Thì Du ngồi pha cái ảnh trà móc câu loại ngoài ngon, Du tạm gọi là móc tôm, vì Du thấy là cái búp trà này nó nhỏ như là búp trà còn tôm vậy đó. Thì nhân dịp đó thì Du xin đọc lại mấy bài thơ về trà mà Du mới tập hợp ở trong cái tập tách trà thơm, tập tách trà thơm chỉ 8 trang thôi. Thì xin đọc tặng các bạn. Trong này thì hôm qua Du có đọc 4 bài mở đầu là Du viết theo thất ngôn thơ này, theo kiểu thất ngôn bát cú, không biết có thành không nha. Còn mấy bài sau là thơ vụn vặt, thơ tự do của Du. Tách trà thơm, bài này là tặng Trần Oanh. Gom bốn mùa nắng sương mưa gió, ủ vào đây hương vị chè xanh,
nâng chén nhấp chát đời thế sự, lắng từng hơi ngọt vị trần gian, hương trời đất bốn mùa nắng đỏ, nghĩa núi rừng tứ quý lá xanh. Mai đây gặp kề môi áp mã, tách trà thơm biết mấy ân tình. Kề môi áp mã thế là nâng cái chén trà lên, gom bốn mùa nắng sương mưa gió, ủ vào đây hương vị chè xanh, nâng chén nhấp chát đời thế sự, lắng từng hơi ngọt vị trần gian. Thưởng trà đó thì đầu tiên là chúng ta thưởng cái mùi hương thơm của núi rừng, đất đai, sông nước Việt Nam chúng ta, dâng hương, hương tỏa cái mùi hương thơm dịu dịu, quyến rũ lắm, say đắm lắm, tuyệt vời lắm. Sau đó chúng ta nhấp từng ngụm nhỏ và ngậm lại 1-2 giây để thưởng cái vị chân chát ở nơi cái trong Nam gọi là cần cổ đó, nó chát ở cái cần cổ, rồi nuốt từ từ vào để cái mùi hương nó bay lên cái vỏ mũi, nó thơm trong khoang óc của mình. Sau đó đó chúng ta tận hưởng cái vị ngọt của trà. Đấy. Tận hưởng vị ngọt của trà, nó của đời nó lên tiên lắm, như là thất thiền dùng túc vậy đó. Gom bốn mùa nắng sương mưa gió, ủ vào đây hương vị chè xanh, lắng từng nâng chén nhấp chát đời thế sự, lắng từng hơi ngọt vị trần gian, hương trời đất bốn mùa nắng đỏ, nghĩa núi rừng tứ quý lá xanh. Nắng ở Việt Nam là nắng vàng rực rỡ, và nắng đỏ thì cả bốn mùa nắng, cho nên cái chè nó ngon. Thế nhưng mà khi hái chè thì chúng ta không đợi được, không thể để lúc nắng lên lớn, mà mờ sáng phải ra hái chè, để lúc mặt trời lên khoảng 8 giờ 8 rưỡi gì đó là chúng ta phải dừng lại công việc hái chè thì chè mới ngon, đặc biệt như vậy. Nhưng mà cái mùa mà mưa dầm mưa dề thì chè cũng không ngon, phải là cái mùa nắng, mùa xuân trời có nắng thì chè mới ngon. Nhưng mà nhớ là hái chè, để mà có chè tuyệt hảo đó, thường hảo hàng đó, chúng ta phải hái từ lúc hừng đông cho đến khoảng 8 giờ thôi là dừng lại, bắt đầu mặt trời lên là dừng lại thì chè mới ngon. Nâng chén nhấp chát đời thế sự, lắng từng hơi ngọt vị trần gian, hương trời đất bốn mùa nắng đỏ, nghĩa núi rừng tứ quý lá xanh. Mai đây gặp kề môi áp mã, tách trà thơm biết mấy ân tình. Bài này là viết ngày 4 tháng 12 năm 1923, tức là viết đêm hôm qua. Bây giờ bài thứ hai là Trà Tân Cương, bài này cũng đề tặng Trần Oanh, cũng ngày 4 tháng 12 năm 2023. Trà Tân Cương. Từ thuở xưa xuống biển lên rừng, đã chạnh lòng lệ nhuốm rưng rưng, niềm thao thức đồi chè rừng cỏ, nỗi tương tư suối tóc sóng lưng. Ở trên thì câu là niềm thao thức đồi chè rừng cỏ. Những cái đồi chè ở Thái Nguyên nó đẹp. Niềm thao thức đồi chè rừng cỏ, nỗi tương tư suối tóc sóng lưng. Cái lưng ong của cô gái nó cong, nó uốn cong, nó như là dòng suối vậy đó. Như dòng suối chảy xuống, chảy từ trên xuống. Niềm thao thức đồi chè rừng cỏ, nỗi tương tư suối tóc sóng lưng, một chén nhớ lời yêu bỏ ngỏ, hai tuần thương nỗi đời trào dâng. Chè một chén nhớ là cái nâng cái chén
chén chè lên thì một chén nhớ, hai chén nhớ, ba chén nhớ. Và trà sớm rượu trưa là tuần thứ nhất, sau đó trong ngày nhiều khi Du còn pha thêm một tuần trà nữa để mà tỉnh táo làm việc chẳng hạn, hay là thích thì pha thêm một tuần trà nữa, thì đó là tuần thứ hai, một chén nhớ. Lời yêu bỏ ngỏ hai tuần thương, nỗi đời trào dâng về Bắc Thái, tình đời trong gió dịu dịu thơm hương trà Tân Cương. Đấy là cái bài trà Tân Cương tặng Trần Oanh. Bây giờ tới hai bài tứ tuyệt, hai bài thất ngôn bát cú tiếp theo, viết cũng viết đêm hôm qua mùng 4 tháng 12 năm 2023, viết tặng Thùy Bảo. Bài thứ nhất là Ấm trà bình minh. Trà sớm rượu trưa mà. Thức với bình minh một ấm trà, tình sâu nghĩa nặng bạn cùng ta, lời yêu cột chặt đời duyên nở, giọng nhớ đong đầy cuộc hoan ca. Một chén hương tình thơm ngọn gió, hai lời hẹn ước rạng lời ca. Hồng hà nước đỏ soi nỗi đời, Cửu Long bờ thắm điểm sơn hà. Ấm trà bình minh, tặng Nguyễn Thúy Bảo. Sáng nào Du cũng thức dậy pha trà uống, ra ban công ngồi uống trà. Hôm nào mà trời mưa thì ngồi trong nhà, còn nếu mà trời đẹp thì ra ban công. Mấy hôm nay là trời miền Nam, cái mùa đông miền Nam nó tuyệt vời lắm, nó se lạnh thôi, nó không lạnh. Đấy. Thì ra ban công ngồi uống trà là cái thú vui của Du. Thức với bình minh một ấm trà, tình sâu nghĩa nặng bạn cùng ta, lời yêu cột chặt đời duyên nở, giọng nhớ đong đầy cuộc hoan ca. Nhớ là cái ngày đầu mà Du được gặp bốn chị em Thúy Bảo, là cô Nguyễn Thúy Bảo, rồi là Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Kim Oanh và Nguyễn Kim Yến, thì bốn chị em là Thùy Bảo hát múa rất là vui. Đặc biệt là Du thích cái bài Thùy Bảo và Bảo Ngọc thì hát cái bài Ngồi Hát Bài Chúc Cơm. Còn cô Trần Oanh và cô Kim Yến thì múa. Đấy, rất thích. Lời yêu cột chặt đời duyên nở, giọng nhớ đong đầy cuộc hoan ca. Một chén hương tình thơm ngọn gió, hai lời hẹn ước rạng lời ca. Hồng hà nước đỏ soi nỗi đời, Cửu Long bờ thắm điểm sơn hà. Bài thứ hai, thất ngôn bát cú, cũng viết ngày 4 tháng 12 năm 2023. Tặng Nguyễn Thị Bảo là trà ướp hương trời. Chạm môi vào nỗi đời người ơi, sắc đào phai hồng phía chân trời. Ấm trà nhớ hương tình đọng lại, chung nước chờ nghĩa mộng dần trôi. Ấm trà nhớ hương tình đọng lại. Ấm trà nhớ hương tình đọng lại, chung nước chờ nghĩa mộng dần trôi. Trôi vào những nỗi yêu thương của mình, chung nước chờ nghĩa mộng dần trôi. Niềm hạnh phúc thắng mùa hoa rẽ là cái sử Mai Xu và Đáp nơi Du đóng quân năm 1972 rồi. Cái mùa đông này, tháng 12 này, là núi rừng nó trắng đùng đục cái màu hoa rẻ, bởi vì sáng sớm sương muối nó xa xuống, nên là lúc nào mà nó hơi vén màn sương một cái thì thấy rừng núi Mai Xu trắng đùng đục cái màu hoa sữa vậy đó. Niềm hạnh phúc trắng mùa hoa rẻ, à, chỉ nói là trắng
trắng cái mùa hoa rẻ chứ không phải hoa. Theo thói quen Hà Nội thì hoa sữa chứ không phải, nói là mùa hoa rẻ. Niềm hạnh phúc trắng mùa hoa rẻ, chốn yêu thương xanh lá đồi chè. Cái vùng Mai Sơn thì người Cao Lan, Thanh Y, Thanh Phán, người săn diều và người giao đỏ, giao tiền đó, ở nhiều. Họ trồng chè, những gia đình người ta trồng chè đó. Rồi hợp tác xã trồng chè, đồi chè nó nối nhau rất đẹp. Tất nhiên nó không thể bằng được Thái Nguyên nhưng mà nó cũng có trồng chè. Và Du từng tham gia huấn luyện tân binh ở bên những cái triền đồi gần những cái đồi chè đó. Mai Xu hẹn tháng ngày xa ấy, núi đan tay gió ướp hương trời, núi tiếp núi và gió thổi qua những cái đồi chè vậy, thơm thơm quê hương, hương chè xanh của Tổ quốc. Bây giờ sang một số bài thơ nhỏ nữa, coi như là thơ bùn đi. Thưởng trà nhớ tình em, cũng viết Vĩnh Long ngày 24 tháng 11 năm 2023. Một ấm trà thơm dịu tình em, hương của đất trời bốn mùa sương gió, sắc nước non xanh rung rức giữa đèn, suy nhớ về sông Hồng mùa nước đỏ. Ở trong này có tâm hình, và dưới tâm hình này Du có ghi mấy câu là: một chén trà nhắc lên một nhớ, đêm tàn rồi một nhớ chưa nguôi, đã người đếm được rừng mấy lá, đã kẻ nào đóng nhớ cho đầy, xa xôi cách trở xa là mấy, ta nhớ người xưa Thăng Long ơi. Bài thứ hai là bài Tình Thơm Hà Nội Chén Trà. Bình minh nâng trên tay hương thơm trời đất, thấy thanh thản tình đời sống núi quê hương, vị chát dịu gieo ngọt đầm rất thật, Hà Nội lặn vào trong muôn nỗi tơ vương. Còn đây là cái bài nhớ, Du có mở ngoặc nói rất rõ là bài thơ đầu tiên viết về trà năm 1971 của Du. Bài thơ này viết năm 71. Sau đó Du có viết lại. Thì hôm nay Du không giới thiệu cái bài gốc và bài đã có sửa lại. Thì ở cuối bài thơ Du ghi là: Quỳnh Lưu Nghệ An năm 1971 khởi viết, Hồng Ngự Đồng Tháp tháng 3 năm 1976 nhớ và chép lại. Khi chép lại thì Du có sửa một hai chữ. Còn cái bản này thì Du in ở đây thì Du không ghi rõ là bản này là bản khởi viết hay là cái bản chép lại. Bài nhớ Du chỉ mượn một đơn là bài thơ đầu tiên viết về trà năm 1971 của Du. À, như vậy là có thể là bài khởi viết đây. Nhớ, một chén trà nhắc lên một nhớ, đêm tàn rồi một nhớ chưa phai, đã người đếm được rừng mấy gỗ, đã kẻ nào đóng nhớ cho đầy. Đúng rồi, đây là cái bài khởi viết tại Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 71. Bởi vì là hồi đó đó Du có nói rừng là có thể có cây mà viết cây không được, cho nên Du viết là gỗ là cây. Đấy. Hồi đó năm 71 thì Du mới học xong lớp 10 thôi, cho nên là hay đang học lớp 10, cho nên là thơ nó cũng nhiều cái nó còn non nớt lắm. Một chén trà nhắc lên một nhớ, đêm tàn rồi một nhớ chưa phai, đã người đếm được rừng mấy gỗ, đã kẻ nào đóng nhớ cho đầy, không phải xa xôi mà cách mặt, bao trăm ngọn núi xa gì đâu, ngút ngát tháp 10 đứng cùng lát, ôm đàn thao thức suốt đêm thâu. À, nhờ hai câu cuối là ngút ngát tháp 10 đứng cùng lát, ôm đàn thao thức suốt đêm thâu, mà Du biết đây không phải là bài Nguyên Thủy. Đây là cái bài Du đã nhớ và chép lại ở Hồng Ngự tháng 3 năm 1976 rồi.
Bởi vì cái hai câu cuối là ngút ngát tháp 10 đứng cùng lát, là lúc đó Du đang chiến đấu ở chiến trường Đồng Tháp. Ngút ngát tháp 10 đứng cùng lát, ôm đàn thao thức suốt đêm thâu. Và cái bài cuối cùng trong cái tập này là bài Không Để Cho Em. Bài thơ Không Để Cho Em. Hà Nội xa trong nỗi nhớ gần, Hà Nội xa trong nỗi nhớ gần, gió bần thần hương trà dịu dịu, một chút chạnh lòng như ai nắm níu, đạo nhật tân thương lắm người thân. Đấy, bốn câu. Là Du bốn, cả bốn câu này á, Du đều để chữ đầm hết. Du mới biết hồi sáng nay Vĩnh Long ngày 5 tháng 12 năm 2023. Hà Nội xa trong nỗi nhớ gần, gió bần thần hương trà dịu dịu, một chút chạnh lòng như ai nắm níu, đào nhật tân thương lắm người thân. Thì ngày 5 tháng 12, ngày sinh hoạt thường kỳ của Hội Hoa Thơ, Du ra ban công thưởng trà và đọc tặng các bạn một số bài thơ viết về trà.